Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại channel mình là từ từ đường phố đây, chào mừng mọi người. Chúng em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em đừng quên like và share nhé, đặc biệt thích nhé, ơn mình đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái mình này này, mình đăng ký kênh và chuông thông báo lên nhận được cả video mới nhất sắp tới từ mình. Chào mừng bạn rất nhiều, trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúng em một buổi sáng vui vẻ nha, ăn cơm miệng và xem video một cách vui vẻ nhưng thoải mái nhất của mọi người rất nhiều. Ngoài ra thì anh em đã có bộ kệ trên chưa, nếu chưa ghé xuống link shop nha, link shop mình có để phần mô tả, anh em có link shop ủng hộ mình gọi con hàng nha, cảm ơn mọi người rất nhiều và mong đợi anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình có nhận thu mua bán hàng các thứ nên là anh em nào có nhu cầu mua bán liên hệ Facebook nha, link Facebook ở phần mô tả. Ok, trở lại video sáng nay nè. Sáng nay thì hiện giờ mình đang ở lương cao 679 nha mọi người nha. Đấy, qua đây thứ nhất là điểm qua event thời tiết, sau đó sẽ review con hàng này cho anh em xem. Đây một con hàng rất là tuyệt vời luôn, bạn chọc cày phải nói là quá ok luôn. Đấy, ok trên tất cả, ok mọi người, quét phát đã. VIP 4 anh em hiểu không, VIP 4 mà nhìn thấy quà của tôi đấy, này biết thế nào rồi. À quên, là đây có quản gia mà, mình quên mất, mình đi điểm qua event thời tiết thôi, thì nhờ quản gia làm cho nhanh. Đâu rồi, event thời tiết, đây rồi, hôm nay trời đẹp có gì đây. Có báo cát nha mọi người nhá. 15 giờ 10 cho đến 17 giờ 10 anh em tranh thủ thời gian bắt Ragnarok Build Unity. Đó anh em tranh thủ thời gian đi bắt nhá. Ok, giờ thì ra nhà quản gia quét phát tí nữa quên anh em. Hạc này có quản gia rồi mà. Mất công chi trời cho nó khổ. Đó, có quản gia cái nhà nó khỏe hơn anh em thấy không? Đấy. Một phát coi như xong gần hết. Event hôm nay có gì nào? Hôm nay là ngày thứ 3 nên là sẽ là event đầu tuần, còn gì không? Là tiền hôm nay nạp mốc 1k nhận được một cái Darain 4 nhá, hút máu. 200 trên hệ mới cả một cái Home trái cây à, cộng 0,7% credit dụ dỗ nhau à. Đến 10 hôm nay là con Ad Spitine này, con thằn đàn cỏ này anh em này, khả năng hồi máu cực châu bò luôn. Anh em thích tối mình review cho. Tiêu phí hôm nay, lại su sáng rồi anh em ơi. Đặc mình đang thiếu su sáng, tuần này mà tiêu được con đợt này là coi như đổi sáng được led Roma nữa đây. Hóng quá, hoặc là Asus. Chẳng lẽ tôi lại đi tiêu cái giờ. Đấy, vì hôm nay mình sẽ review cho anh. Đầu từ thì mình sẽ đợt mình tính nha. Rồi ok, tiếp theo là ký nhận. Đó, nhận. Rồi qua, event qua hết. Dương niềm vui này nạp 2k nhận được con nó lại quay trở lại rồi anh em. Đấy, con rùa đánh rất điêu đây anh em, chỉ đánh dám chết đối thủ đây. Đấy, skill đánh dám chết đối thủ. Ok, xem đổi sáng tuần này có gì nào. Có con nào nó ngon ngon không? Có à, có dây thôi anh em. Ok, vậy là điểm qua event thời tiết sáng nay xong. Ok, giờ mình sẽ đi vào chuyên môn. Thứ nhất là review con hàng này và thứ hai mình sẽ nói cho anh em nông dân á, vì sao mình vẫn hay bảo các bạn là vì sao phải cố gắng một tí mới chơi lên là VIP 4. Ok, hôm nay mình sẽ cho anh em đi xem lý do nhá. Đầu tiên mình sẽ review qua con hàng này trước, sau đó mình sẽ nói đến lý do. Đầu tiên anh em thì thấy đây là con hàng level 85 mọi người nhá, VIP 4 và hiện giờ đang đứng top 2 server anh em. Đó. Top 2 lực chiến luôn. Nhìn này biết xem top 1 này biết là tiền rất là nhiều nha, nhìn nguyên team bay này. Đó. Nhưng mà vẫn đứng top 2 được nha. Tí mình sẽ đi kiểm tra VIP sau. Đây. Sưu tập hiện giờ cũng top 2 anh em, thú cưới thì top 4, PK thì top 2. Đó, top 2 gần như là ALL luôn rồi. Từ từ mình vào bạn bè qua đã. Ở đây có cái bạn với bạn anh top 1 không? Đây rồi. Cái muốn xem ở đây xem này chỗ nào nhỉ, mình quên mất rồi anh em. Riêng phải không ta? Chat riêng này hiện VIP đúng nhỉ? Đâu, hiện VIP này. Đó, tôi VIP 4 này. Hay là vào vui ta, như vào vui. Quản lý. Nâng cao. Quản lý. Xem quà. Đây rồi, quản lý đây rồi anh em. Xem. Chỗ nào nhìn mình quên mất cái chỗ xem VIP rồi. Ok, mình cũng quên mất chỗ xem VIP rồi anh em. Sorry mọi người nhiều nhưng mà thật sự là mình quên mất chỗ để xem VIP rồi. Ok, thôi đến đấy con ạc. Đến tìm bot, tìm bet anh em. Đây anh em có thể này nha.
Mình sẽ kéo một lượt team best cho anh em xem. Đó, rất là best đang gần thì cũng không có nhiều. Đó, được bao nhiêu kim cương tập trung nuôi team hết anh em. Đó, tập trung nuôi team hết. Ở đây anh em thấy chỉ nuôi đúng một team thôi, đó team Nham. Mà team Nham còn nuôi chuẩn luôn nhá. Đó. Tiện sáng nay mình cũng sẽ mở luôn cái pro 2 cho cháu Regirock cho thằng này anh em. Rồi lại tăng lực chiến. Reset pro 2, reset pro 2 đang thiếu. Đấy, pro 1 thì ra được cái SS này rồi. Khá là ngon, bây giờ mà ra được cái đó mà lên được cái SS là tuyệt vời luôn anh em. Đó, reset cái pro 1 này nó mà ra được SS là tuyệt vời luôn nhưng mà khó lắm, đấy từ thôi. Đó lại lên được chiến nhẹ xương xương, sáng nay lại lên được chiến rồi anh em. Đó, lên hơn 100k được chiến luôn. Đấy, mấy tốt làm sao đuổi lại được. Đấy. Ok, tiếp theo là đến với tu đồ nha. 200 mảnh Charak bá chủ này. Trong chứa túi hắn cũng còn qua wow, skill hắn còn nhiều nha. Skin hắn còn khá khá nha mọi người. Đó, anh em thấy skin hắn còn khá khá. 103 đèn bí đỏ này. Rồi hắn đủ hai bộ đá truyền nha, trong này còn dư 3 viên tẩy này, 5 viên bí này. 54 DNA. 14 đĩa tẩy skill. Đấy, chưa có bét cần tẩy nên là cũng cứ từ từ. Nói chưa chứ đây có ra cung mà. Đây có ra câu mà, xong tẩy đi. Mình đột phá coi, biết đâu ra được cái kill ngon. Con này thì cũng để chơi trong team thôi. Đó. Tiếp theo, ở đây con đằng này còn dư hơn 1k6 mảnh thường nha mọi người nhá. Đây, hơn 1k6 mảnh thường này. Rotom thì nó mới lưng sơ sơ đấy anh em. Này Rotom mới lưng sơ sơ thôi. Đấy mới lưng cấp 19 thôi. Đó, mới qua đồng tầng nhưng mà toàn Rotom cam rồi anh em này. Đó, toàn mang cam với cả tím rồi nhá. Đấy, toàn cam với cả tím rồi. Khu vực sức mạnh thì bạn này mới đi anh em mới level 34 thôi nhưng mà đi dần nữa là lên level nhiều. Đấy, sao ước mở hai đài. Con đường huấn luyện. Đấy, cung vút xương xương nhẹ nhẹ lên đến tháp thứ 4 rồi nha mọi người. Đấy, các tháp còn lại lâng cũng khá là full đều đạn rồi. Vòng tay Z. Đấy, đã lâng được đến cái số 3 nha mọi người nha. Cái đầu tiên đã lên đột phá đây rồi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Ừ. Thế nào. Ồ, hắn còn dòng tím ở đây à. Quên, hắn còn dòng xanh ở đây à. Test nhân phẩm. Test nhân phẩm tí anh em. Test nhân phẩm tí. Đủ khóa lại cái biết đâu tháng này lại test phát để nổ ra đồng cam giờ anh em bằng nhau ra được dòng một dòng hay bằng nhau anh em. Đó. Nó không nổ ra dòng cam cho luôn á, thế thì cho lên dòng tím nữa nào. Ừ, lưu lại tí thế thôi, không nên được thôi anh em. Không nên được tím thì không nên được cam thì ta đây tím tạm vậy. Đấy, không nên được cam thì tạm tím anh em. Đó. Làm nốt dòng này biết đâu lại lên được làm nốt cái này biết đâu lại lên được mấy nhỉ? Bữa nay đang triệu mấy ta? Đấy, 1.8 triệu, 5.2 triệu. Biết đâu lên được 5.2 triệu. Thôi hết rồi anh em, hết kim cương rồi. Hết rồi thôi. Thiên phú để xem bạn chọn vô tầm này thì build mát luôn rồi. Ô chưa mát mà sao build như này. Ok, thằng nào nãy bảo mình là anh xem lại em cái bảng thiên phú nó cộng bảng thiên phú cộng sai này. Ok, bảng thiên phú cộng mát sai luôn chứ không chỉ sai thôi đâu anh em. Dư quá nhiều điểm linh tinh rồi. Ok, bạn chọn này có bảo mình là cộng lại cái bảng thiên phú này. Ok, mình cũng sẽ reset lại cái bảng thiên phú để chỉ hướng dẫn cho anh em luôn. Đó. Hoàn lại tất cả thiên phú và 90% vàng. Ok. Thiên phú này thì anh em đừng cộng hai dòng cuối vội, hai cái dòng ấy là cộng sau cùng nha mọi người nhá. Đó, hai cái dòng ấy là anh em cộng sau cùng. Bây giờ có đủ điểm thì anh em cứ cộng full các cái dòng chính trước nhá. Đây. Đây chắc chắn là cộng cái này lên 50 rồi. Một cái. Cái này cái tiếp theo. Cái này cũng cho lên 50 luôn anh em. Đó, hai cái cho lên 50 anh em. Cái này cho nó mua lên 50 là không thể nào tránh rồi. 50 nó là 5.180k được chiến đúng mọi người. Đó, giờ tiếp tục tẩy này. Cái này là mày có level 20 mở đúng không? Rồi.
Rồi. Tiếp theo là map dòng này. Đấy, dòng crit chưa anh em, con này nó thiên crit mà. Con này nó thiên crit nhiều hơn, tập trung nâng dòng crit này. Đó, rồi qua bảng số 2. Và những con nào anh em phải deal nó chuẩn một tí thì lực chiến nó mới cao. Cái này cho full luôn này, cái này có thì cho full luôn. Đấy. Ok, ngon lành. Cái này yêu cầu level 10 mở đúng không? 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cái này yêu cầu level bao nhiêu? Yêu cầu này này cũng level 10 hả? Nên luôn anh em. Rồi. Cái này hình như là yêu cầu level 20 thì phải. À, cũng level 10 anh em. Rồi. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Cái này yêu cầu level bao nhiêu? 20 hả? Cho lên luôn. Cho full luôn đó mọi người. Ý mình cho lên đây là lên full luôn á. Đó. Đó. Rồi giờ tập trung nâng dòng HP này. Đó. Rồi đầy HP luôn nha. Rồi giờ đến dòng crit. Được cho full luôn. Cho full luôn anh em. Rồi giờ dòng crit. À, dòng speed. Đấy. Tập trung deal những cái dòng chính này trước anh em. Đấy. Rồi giờ thì team đội tuy là nó không lên được nhiều hơn. À, quên, được chiến nó phải thua nãy một tí anh em. Nhưng giờ team đội của anh em đam, gọi đảm bảo con hàng này giờ đam chuẩn hơn rất là nhiều. Đó. Nên là có vài điểm được chiến thôi, nhưng mà giờ đam nó chuẩn hơn nhiều những người nhá. Đấy, chỉnh đấu lại cái dòng speed các thứ nữa là nó đam nó chuẩn hơn nhiều, rất là nhiều luôn. Đấy. Này, cộng đừng có cộng hai cái này cuối, hai cái này thực ra hai cái này cộng rất tốn điểm này mọi người này. Nhìn 30 30 cộng cái dòng này lên 10 hết 10 này á, ý nghĩa là anh em phải tốn hết 5 đến 600 7 điểm thì cái điểm đấy thành anh em cộng cái điểm dòng speed này, dòng HP speed crit trước, đấy cho nó full trước, đầy trước là ngon rồi. Đó, còn lại dư đâu thì bắt đầu anh em dư thì anh em bắt đầu mới đi cộng các điểm còn lại, thà cộng ARM này, deep ARM này cũng được này. Đấy, cộng deep ARM này nó cũng ok hơn. Chứ đừng có để điểm cộng linh tinh như vậy, nó phí điểm tức tài nguyên anh em hiểu không? Đó, bây giờ điểm lực chiến bây giờ đó có thể không lên bao nhiêu nữa, mọi người có thể bảo là cộng nãy giờ cộng đi cộng lại không lên bao nhiêu, nhưng mà cái điểm đam, điểm chỉ số của anh em nó sẽ chuẩn hơn nhiều. Đấy. Giờ đi mà đi đam nó sẽ ok hơn. Còn đâu bây giờ mình sẽ nói tiếp theo về vấn đề vì sao mình bảo khuyên thường khuyên bảo là anh em cố gắng nạp lên VIP 4. Đây mọi người thấy đấy, bốc VIP 4 anh em chỉ cần nạp vào 1600 kim cương là vị trí là 1600 kim cương, bữa mình tính ra là hết bao nhiêu ta? 320 à? Ừ, 320.000. Tuy là hơi mắc nhưng mà nó được cho anh em rất điều lợi. Thứ nhất là anh em mua được cái quý tính giờ nhá. Còn anh em làm đến VIP 3 thôi cũng được. VIP 3 có 160.000 thôi. Đây này, đặc biệt là ở cái điểm đây, anh em mua được thêm thể lực mỗi ngày nhá. Ngoài ra anh em mua thêm 5 lần thể lực nữa. Còn ở VIP 3 thì anh em mua được thêm 4 lần thể lực nữa. Đấy. Cũng như có event tiêu hay gì đấy thì anh em cày cuốc vẫn ok. Đấy anh em thấy đây bạn chuột cày đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy, giờ thế thôi là cày ạc nó lên ok ngay, có gì đâu. Nhìn đam giờ 1 triệu điểm crit rồi anh em, con này 1 triệu điểm crit rồi. Đấy, cứ gắt luôn, fix lại cái crit lên ầm ầm. Quá tuyệt vời. Ok, nói chung thì video giải trí nhằm như sáng nay của mình cũng kết thúc đây thôi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye, chúc anh em một buổi sáng vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.